Giờ này đổi kêu anh bằng chú kỳ vậy, Ờ, con chú đi, con xin chú kỳ cho vậy, ra phong độ, kêu chú phong độ hả? cho chú ra phong độ, cho cái đời mình á, nó an toàn nhiều à, nó tốt nhiều nè, là làm chú thì nên người nó mới được làm chú, còn nhỏ thì mới là anh, đúng không? Chú phải lớn hơn anh. Con chưa có thích về, con nào mà con muốn về quê là con về à, đừng có nhận bậy nhận bạ. Sài Gòn này nó kỳ cục lắm đó, nó hay kể lể này nọ, dì dưỡng con mà nghe được, dì dưỡng con có thích, Anh đúng biết không? Chú rồi. hiểu Ủa không? sao bữa anh nghe cái chú kia nói là ba mẹ em bán tiệm vàng gì mà Trinh, là sao nữa? Có Không có hả? gì bán không bán thôi, chứ ba mẹ có đâu bán. À gì gì em bán gì dưới Cần Thơ hả? Em ăn gì chưa? Anh mua chỗ bánh mì đó nè. Mua bánh mì hả? Ăn không? Chả ra đường mua bánh mì vô nè. Trời ơi, nghĩ sao kêu mà chú, chết ra là như già mới thêm tuổi kêu một chút. Dài Nay ăn gì chưa Trinh? Hôm qua giờ anh định đi dắt em đi ăn mà đâu có gặp em đâu. Thôi đi ra mua bánh mì nè. Uống nước không? Uống nước không? Uống nước. Uống nước đi. Rồi ra kêu 2 ly nước nó ra mua bánh mì vô cho em cái nè. Kêu. Rồi rồi rồi. Kính chào quý bà con cô bác anh chị đến kênh Giàu Vui Vẻ. Thì hôm nay vào lại ghé thăm Cam Viên gặp em Trinh để coi Tết em sinh hoạt như thế nào. Thì hôm nay thì buổi sáng thì em không có ở đây, thì buổi chiều thì vào đến đây để gặp lại em. Và em đang nhặt đồ phê trên cái dụng cụ tập thể dục và con cô bác chị. Sáng giờ em quen cái giỏ đi đâu á, cái giỏ rất là nặng luôn bà con. Ở đó có 2 chai nước suối em bỏ trong cái giỏ để quậy đi. Hello em Trinh ơi, ăn bánh à? Kêu ai giúp đỡ cho chú, con có thích đâu, để con anh, còn anh tay giúp còn anh chân. giúp rồi đúng không, đúng không phải chú trả tiền cho con, ít lai gai cho con, tiền ít ít lai gai rồi chú trả thì gặp cho em ăn tỉ với ăn uống thôi nè. Chú ngồi với chú. Sáng giờ em ở đâu vậy Trinh? Ở đây chứ ở đâu, cho anh không thấy em. Ủa chú định đây dắt con hả? Con đây mà. Sáng anh đến đây có thì chị lé bả nhậu à. Chú uống gì chứ con kêu chú cho chú anh chai trà xanh đi Trinh. Trà xanh hả? Kêu bằng chú giờ vậy, cái này kêu bằng chú kỳ vậy. Trinh lại ngồi cái ghế đó có cái dù luôn hả Trinh? Em đi kêu nước mà cần có bánh chị. Em cho vịt không? Chưa không hả? Tết không được ăn thịt kho vịt luôn. Có đâu, sao qua hôm qua ông ngoại bên này ông cho miếng thịt vịt ăn rồi. Tên ăn chết ở đây có mình vậy hả? Ăn chung với lát cho bé nè. Tệ, người ta ngồi nhậu lắm kìa. Về bớt rồi đó. Cũng vui mà. Không vậy hả? Hình như giờ này thấy Trinh phát tướng lên nè. Không có đâu, cũng vậy. Trinh ăn ngày có ngày mấy cử Trinh? Ngày ăn cử, hai cử. Hai cử hả? Tùy mà sáng con ăn bánh mì rồi. Vậy có ăn đâu mua cơm ăn, thì mua cơm muốn ăn, ăn cái mì. Sao dạo này Trinh lễ phép vậy? Vậy? Chủ là chủ. Tôi gửi tiền. 34 không? Dạ. Trinh dễ thương mà. Trinh dễ thương mà, đúng rồi. Trinh định khi nào Trinh về lại Cần Thơ? Được ở đâu? Nào con mặn có tiền á, mai mốt con điện về cho dượng con coi, cho dượng con ông đang làm gì dưới vậy, con không có chuyện con diện giúp con, không có đâu con về làm gì, nó có tiền dư con gửi gì cũng được vậy, lâu lâu con 3-4 năm con mới diện lần. Tự nhiên vợ này đổi kêu anh bằng chú kỳ vậy. Bằng chú đi, chú kỳ cho vậy, ra phong độ kêu chú phong độ hả? Kêu đúng là phong độ cho cái đời mình á, nó an toàn nhiều à, nó tốt nhiều nè, là làm chú thì nên người nó mới được làm chú, còn nhỏ thì mới là anh, đúng không? Chú phải lớn hơn anh. Trinh cố tình kêu anh bằng chú à, hay Trinh muốn kêu bằng chú? Kêu chú đi. Trinh khui nước giùm anh luôn cái Trinh. Đây là chú. Hôm qua giờ rồi, hôm qua giờ chú nhậu chưa? Chưa. Bây giờ chú nhậu chưa? Anh đâu có ai đâu nhậu rồi, cám Trinh nha. Bữa nào đi ăn lẩu nữa không Trinh? Bữa nào ăn lẩu nha. Bữa nào chú dẫn đi chú. Bữa nào chú dẫn đi lại nó ăn nhậu, ăn lẩu nữa đi. Ok. Đây. Bữa nào bán lẩu ăn được hả chú? Cơm rồi. Ông Chí ông cho em một cơm rồi. Lúc hồi 10 giờ anh ra đây thấy Trinh đâu, nếu có thấy Trinh là Trinh phơi đồ trời rồi. Lúc nãy em đi đâu vậy? Hay ngủ chưa lại? Ủa giờ Trinh giờ này em ngủ chỗ mới hay vẫn ngủ chỗ cũ vậy? Ngủ mới, ngủ chỗ cũ. Chỗ mới hả? Chỗ cũ. Chỗ cũ anh ra đâu thấy em đâu ta? Chỗ cũ mà, có hôm qua đó là ngủ ở nhà, chơi ở nhà.
Hồi qua Trinh có đi coi pháo bông không? Có đi bắn rồi, có gì nữa. À thấy không? Đứng đây thấy không? Đấy, cái này nó mua về cho bắn nè. Chú đừng có kêu ai giúp đỡ con nghe chú. Ừ. Cũng như có chú lai gai vậy chứ. Chỉ có chú giúp đỡ thôi à. Có chú lai gai tình nghĩa anh em vậy, chú cho con ít chục xài 5-3 bữa sao chú ghé cho con cảm ơn chú rồi, đừng kêu người ta giúp bị bà. Ừ. Con có cần đâu. Ở để nhà, bà qua anh rồi đó đúng không? Ở dưới nhà con dì dượng con có. Mà ừ. con chưa có thích về, con nào mà con muốn về quê là con về à. Đừng có nhận bậy nhận bạ, Sài Gòn này nó kỳ cục lắm á, nó hay kể lễ này nọ, dì dượng con mà nghe được dì dượng con có thích. Ừ, chú rồi, chú rồi, hiểu rồi, không? Rồi. Chú quay con khổ thì quay chứ đừng có giúp bậy bạ, con có nhận đâu. Muốn ừ. nhận cái gì cũng không có đầu đuôi hết trơn á. Để nó nói ở nhà con còn có ăn có mặc đi nhận tầm bậy tầm bạ mất công lắm. Sài Gòn này nhiều cái nó nói chuyện mà nhà con không có biết được đâu đúng đâu sai, mất công nói ừ con làm cái này làm nọ. Nó con bốc tiền góp luôn. Rồi đừng có giúp nữa, con không được chân á. Con đi mặn, con đi mặn con ăn. Ủa, cái con không biết tội vả. Rồi không biết, không biết. Mà nó mặn ăn con ngu quá, con ngu do đó còn giúp đúng không. Mà con này nó đổ lại, nó nói trên vai. Nó nói mình, trong mình mượn nó này nhỏ. Dù nó nói chơi, nhà con cũng không đồng ý nó chơi hoài đâu. Rồi, mà con chỉ sợ nó nói thiệt chứ mà nó chơi. Rồi Trinh biết chúc Tết không? Trinh chúc, chúc anh Tết là sao? Dạ không. Không chúc Tết được rồi. Chỉ biết chú rồi, năm mới phát tài chú ơi. Rồi, cảm ơn Trinh nha. Dạ. Bữa nay chú không có đi với cô đó hả? Cô gì đó? Cô Bi hả? À, cô Bi á. À. Chú nghĩ cô Bi hả? Ông ngủ cô Bi đi chơi Tết hả? Bữa nào em xuống thăm cô Bi, anh chở xuống thăm cô Bi. Không, không chở, không đi. Chở cô Bi lên đây đi cô à, chú. À, chở cô Bi lên đây đúng không? Chở cô Bi lên đây đi. Bữa nào chở cô Bi lên đây đi ăn nữa nha. Ừ. Quay nữa hả? Quay vậy? Ừ, quay chú. Bạn Trinh ừ. hả? Chú đó bạn Trinh hả? Chú không thấy bật buồn rồi sao vậy cho con? Con muốn ăn gì của cô lé. Anh bà con dòng mọi của cô lé. Nhưng mà giờ không có ở đây nữa. Đó bữa là còn đặt cái bố nằm đây nè. Nay mùng 1 cũng trở đi chúc Tết chứ vậy. Ừ. Ừ, Trinh bữa anh thấy có thiếu nữ nào ngủ trên cái băng đá giống em nữa Trinh. Ai chú? Cũng khoảng 3-4 bữa nay nè, có người nữ nào ngủ cho băng đá giống em vậy đó. Chắc em của cô lé đó. Chị đây có ai đâu, con có chê ai đâu. Ủa, cô lé của em nè hả? Chị lé của em nè hả? Không, lé chơi ghé thăm đó. Rồi Tết năm nay chị lé có cho Trinh ăn cái gì không? Đâu cho hả? Là bữa nay nó ăn luôn. Ăn rồi, chút rồi. Bữa thấy ai cho đồ chị lé có đồ ăn gì mà. Tưởng nó phải cho Trinh chứ. Bà lấy bà ăn, con có tiền mua ăn. Tưởng hai chị em Tết ăn chết chung chứ hả? Có. Bà nhậu miết đó chung đó hả? À, bà nhậu miết ha. Bà nhậu tối ngày luôn hả Trinh hả? Nhậu gì là chắc chết luôn quá Trinh hả? Trinh ở đây hay cái này Trinh không có nhậu nè. Con cũng mê nhậu ấy, nhậu vô quán, nhậu 1-2 chai thôi chứ. Em nhậu được 2 chai được đúng không? Không tốt. Sao bữa ăn đi với cô Bi sao không uống thử lon này cho nó ngon? Ủa nhà Trinh hồi xưa mấy anh em Trinh nhớ quên rồi ta. Con hả? Con là một anh em. À. Có gì dượng con để được 2-3 người đó. Có một mình em hả? Ba má em có một mình em hả? Thì lần trước Trinh kể ba má em đi đâu rồi quên là Trinh. Ba mẹ em đi đâu rồi? Ba cũng không về nữa, như chắc mất đâu quá. Đi vượt biên qua nước ngoài hả? Đi vượt biên rồi chắc mất rồi. Dì nuôi. Dì nuôi hả? Lâu lâu dì hay nói chắc mất rồi quá không lấy về. À. Lỡ với dì đi. Là mất tin tức luôn. Mất rồi, vẫn ở đi. Ủa sao bữa anh nghe cái chú kia nói là ba mẹ em bán tiệm vàng gì mà Trinh là sao nữa? Có. Không có hả? Có gì bán không bán thôi chứ ba mẹ có đâu bán. À gì gì em bán ở dưới Cần Thơ hả? Ừ. Bán lò bún đó đúng không Trinh hả? Lò có. Bún nhà bán bánh xèo. Nhà về nhà nhà em gì em bán bánh xèo với bánh khọt. À. Với có một hai gì nữa là nấu đồ ăn bán. Bán gần chợ Xuân Khánh luôn hả? Không bán trong nhà. Ở tại nhà nè. À, ở Cần Thơ hả? Ở đâu? Cần Thơ. Trinh bữa nào về Cần Thơ anh chở về Cần Thơ. Anh nói thiệt á. Về Cần Thơ chơi. Anh đi công tác chứ. Ừ.
Rồi, bữa nào nhau về đi rồi nói cho anh nghe, còn ông về tôi không nói không? Đâu có dự định là về đâu bây giờ không? Về đó là gì, không thương hay sao mà không gì vô về? Về ở với gì đi, phụ gì buôn bán vàng. Sống thì nên mà, tôi ra kiếm bạn. Bạn trai em cây hộ chiếc nó chưa thấy. Bạn trai trẻ bữa bị ông giáo tóm hả? Thôi, nhà nói cho bạn trai thôi, người nào mà em cần ở chung mà hả? Có ăn, có mặc, có làm trong nhà kìa. Đó ra mất tiền ra. Rồi Tết này hai ông già bạn trai bị Trinh có đến lì xì bị Trinh không? Ở tới rồi, không luôn. Rồi Tết bỏ bạn gái rồi công viên luôn hả? Ừ. Trinh không có đi xa, Trinh ở vòng vòng vậy không hả? Thằng làng nước Nam Bộ đâu. Hả? Gì chú? Trên đó em không có đi xa mà ở vòng vòng đây không à? Bữa nào đi qua chỗ kia cái đồng quê ăn ẩm thực với ruộng vườn ở trên đi không? Thôi cũng đi, không đi xa, không đi gần à chú ơi. À vậy hả? Đi gần gần đi chú. Có gì á chú con loại bộ về đi xa con nhát lắm, dạo này con nhát hết à. Anh chở về, anh chở đi rồi chở em về. Đây là Sài Gòn con chưa muốn đi nữa, đây là cũng biết Sài Gòn không muốn đi. Dạo này con nghe nói là Sài Gòn hay cướp hay trộm lắm, với lại hay kiếm chuyện ngang bậy bậy lắm á. Con không hiểu là cái chuyện gì xảy đến nữa, nhưng mà đều có cái Sài Gòn có một hai nhóm người á, họ kỳ cục đó, cũng đi. Đúng rồi. Con ăn thấy là những cái chỗ mà mình ăn bữa đó chú, hai ba quán đó. Chỗ đó nấu đồ ăn ngon Trinh. Ăn được mà, bữa chú ăn đó chú nói gì vậy? Con thấy cay thôi. Nhớ món mực cay nữa hả? Anh ăn không để ý gì nữa, anh thấy cầm ăn ngon thôi. Trên em đừng có vác cái thau nước đi, cái bình nước đi nữa, nặng sợ dai á. Khi nào mình cần nước đến đây mình xin thôi, đừng vác nữa. Mình vác chi 20 lít nước, 10 lít nước đi về chi cho nặng vậy. Hết em xin được mà, chứ đâu phải em xin không được đâu. Nó giác rồi. Nó giác để dành nó rửa mặt nữa coi. Chị lé xin nước đâu? Đúng ở đó. Đúng ở đó luôn. Chúng ta xin sạch sẽ ha, ngày nào cũng giặt đồ đạt ha. Ủa Trinh, tới năm nay có ai ta tặng đồ thấm sắm đồ gì mới cho em không? Trinh vô muốn sắm đồ không? Bận rồi, trong năm con sắm trước rồi, sắm trước một tháng gửi rồi. Con lôi ra con mặc rồi nè, mấy bộ này nè. Con 2-3 tháng là con 2. Em thấy bộ này Trinh hay mặc nè. Ổng đi ăn lẩu con mặc bộ này luôn nè. Giờ con có mới nghỉ dành. Ví dụ con sắm 3 bộ, 1 ngày 1 bộ, 3 ngày 3 bộ. Chứ em chỉ có 3 bộ đồ thôi. 3 bộ đồ, cái mình tắm trong mình giặt thôi lên. Còn cái mùng với cái mền gói là em cũng bỏ trong cái giỏ sách đó luôn hả Trinh? Đúng rồi. Bỏ cho nó gọn. Còn cái lại là mình ngủ mình chắn lên. Nào bánh mì ăn no không Trinh? No hả? Ăn được hả? Ăn gì còn đói nữa không? Thì chú ăn cái gì? Con nhớ con chú còn đói. Lên về nhà anh ăn cơm. Rồi, Tết ăn cơm nhà ngon. Cái bà này nó ngoài cái phần nhà đó. Tự nhiên mấy món ngon, mấy nhà hàng cũng ngon, mấy bà kia ít cái đầu tiện giờ thì cũng ngon. No quá hả? Sao tự nhiên kêu anh bằng chú, kêu con bé Bi bằng cô kỳ vậy? Tự nhiên kêu dài vậy? Dạ đâu dạ. Đúng rồi, kêu mấy đứa nhỏ là kêu con của bằng cô á. Kêu chị gì? Kêu cô đi, ba mấy kêu cô hết đi. Chú ba mấy thôi, ba mấy 40 rồi, kêu chú đi.
Nè, anh cho Trinh chai này luôn nè, anh uống no nước rồi nè. Bây giờ anh em uống nha. Em buồn quá, Trinh hát bản đi, hát cho hát chúc Tết anh ghê đi. Đâu biết hát đâu. Hát bài Xuân Về coi, hát bài gì đó liên quan đến Tết đi. Trinh còn nhớ địa chỉ Cần Thơ không? Hôm nào dắt về để xuống Cần Thơ xa mình không có địa chỉ là mình về tìm khó nè. Tiệm vàng ở nhà gì em tên gì? Con nghĩ ra nhà nhà con không bán vàng đâu. Nhà con chỉ có bằng bán đồ ăn thôi, bán tại trong nhà đó. Bán đồ ăn sáng nè. À. Vàng có vốn nhiều bán mới được, chứ nó muốn bán là bán hả? Vàng á, mua tàn có triệu bạc đó, bán ở dưới nha, ở dưới nghe nói đâu bán là 800-900 ngàn đó. Mới bán, bán ít đâu có ai bán đâu, 1 triệu bạc. Ghé thăm Trinh không? Tấn nào chú? Anh Tấn mà chạy chiếc tay ga mà chân đòi Trinh đòi xếp bà soi ảnh á. Không, con đâu quen biết nó đâu, à. Con làm gì chú? Tôi có chú rồi Dũng Siệp còn ghé thăm em không? Chết mất mệt. Yeah. Vậy có anh ghé thăm em thôi. Anh tên gì quên rồi? Tên Giàu, tên gì? Trời ơi, chị kêu bằng anh với kêu bằng chú vậy biết tên Giàu rồi sẽ nghe kêu bằng chú. Bằng chú đi. Thôi em ngồi uống nước nha, anh đi về nha, anh đói bụng rồi đi về ăn cơm. Uống chai nước còn lại giùm anh luôn đi, anh lót đi nè. Bữa nào cô Bi lên, anh chở cô Bi lên cho Trinh nói chuyện. Bữa nào chú chở cô Bi lên nha, cô Bi lên đi ăn lẩu nha, đi ăn. Ok em, rồi chào em.